phố thanh thanh chúng gì khâu đồng vẫn chiêm ngưỡng đại thừa Hãy subscribe.
Hãy subscribe cho
Thích Ma Thầm Thích Ca Mô Ni Phật. Được đại hạ sinh khi là con bằng tay vương tớ phụ nhiều bằng đạo sư A Di Đà Phật Thầm Phước Diệu Sư Đi Huy Quang Phước Ni Phật. Loa ca siêu công giả xá lợi phất công giả đ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thông khánh đại môn thủ nhân tiên đi thầy hoa sao thô các ta đang đời mình vui cố đang thần khô thiết thiết đàn đơn trên thuốc pháp tình lưu mai điện đi phân phương lãng ai chi với trợ bằng tư pha quý đầy dày trần nào giao hữu tình quế chân môn cần vẫn luôn Mai thì hằng mai vong
mai thì chúc cho vũ gia khỏe vũ thế vũ văn nguyên vũ văn nguyên nhàn nguyên thì tình vũ văn dục dụng mà tôn thần trần văn nguyên luồng vũ văn nguyên đa tôn thần mai văn hà vũ văn tăng vũ thị hồng lê tôn nguyên lê hoa mai thì rèn mai thanh thanh bồng bồng lều văn văn cường mai văn dẫn mai văn mai xuân thủy mai văn thảo phương văn văn toại tôn thần chỉ lều văn văn sông lều văn lục lều văn vinh mai văn hoa mai văn tuấn mai văn sinh cơ dường tới số này thì cũng là càng còn vô tay chi ông tâm tám phật thành ca quan ngũ vương chân chân chi đức tư phùng thế thiên thiên tế cầu đã dài nhất nhất chi tay ông không còn bản chi ca tuyên cố thi mỗi chủ họ thôi. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Việt Nam thay tuế thứ Huy Mão Niên Xuân Thiên Chính Nguyệt Phụ Sinh Nhật Hương Phụng Kiến Vũng Giảng Công Nghinh Thập Phương Vô Lượng Thường Trụ Tắc Đại Chứng Minh Tam Giới Thiên Chúa Tư Phổ Vận Linh Công Đồng Thánh Đế Cộng Bị Hạ Tam Giới Thiên Chúa Tư Phổ Vận Linh Công Đồng Thánh Đế Hai Linh Chính Thân Thiên Thần Thức Gia Cộng Chủ Chúng Con Hôm Nay Lòng Thành Chí Tĩnh Lễ Bạc Tâm Thành để cung nghinh và tánh các quan hội đồng bước bia che chở phù hộ độ trì cho các gia các chủ chúng con hôm nay làm thành chi tiết đầu xuân năm mới cầu an lợi toàn gia dương quyến chúng con trong gia đình được già khỏe mạnh được trẻ bình an đầu năm chi giữa nửa năm chi cuối được bệnh tiêu tán đoạn bệnh tiêu trừ được cầu tài đắc tài cầu được bóc lộc cầu bình an đắc bình an cầu công danh đắc công danh cầu trường thọ đắc trường thọ được thuận một chiều được xuôi một bên được mềm như là dịch mát như nước chúng con ra đường được chúng gặp bạn chị lành được hanh thông mọi sự có quý nhân phù trợ có người trên che chở có kẻ dưới nghe lời thiên thần tiên chủ chúng con lòng thành chi tiết lễ bạc tâm thành công minh phật thánh các quan hội đồng chứng minh công đức ứng nghiệm thần tiền nhất âm nhất dương vốn kia che chở cho các gia các chủ chúng con có tờ giấy cánh sẵn tờ tiền cánh vàng lấy âm dương là tín công minh phật thánh các quan hội đồng ứng nghiệm thần tiền nhất âm nhất dương cho kim thần các tiên chủ chúng con nhất thiết sở cầu vọng ban những nguyện dạ được tổng tâm con nam vô a di đà phật nam vô a di đà phật được hay thường nay ban sơ tuyên đầu dĩ chú tín chú hộ quỳnh chỉ bụng bằng bằng hóa Oh,
Thông tu gì
hành bảy vị phương công. Ba lần là chính chiếu cung mà gì tam mà thay thiên hình khổ thiên hình tình nghi quan quan quan. Tai thiên thiên hoàng địa tại địa tai thiên quan. Thế xong rồi.
mạch tu thân cùng các cung quang phù mật mật nam tạo chúng chuẩn sinh chủ đoàn tám chi danh chờ gia đình nhờ lợi nhất thiết lưu kim đối cản thiền kim cương thỉnh giải hoặc hoàng ngộ trùng tu trùng phật kim cương thỉnh giải hoặc tam tai tam thiếu kim cương thỉnh giải hoặc từ bi tư duy kim cương thỉnh giải hoặc và ngũ hình ngũ bộ kim cương thỉnh giải hoặc và đồng tiền đồng giải kim cương thỉnh giải hoặc và tất 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 tư kim cương thỉnh giải hoặc và ba 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 ba
Nhưng mà bây giờ tôi mới cũng có thể đi. Không sao, không có bà đâu. Trước sau cả chồng với con anh nhà.